Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Xem Nhà Online, review nhà đất chính chủ không qua trung gian. Thì hôm nay á, là Thắng sẽ giới thiệu cho các bạn một mảnh đất full thổ cư nằm dưới ngay chỗ mà huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Đó, thì cái mảnh đất này là mảnh đất full thổ cư 100% luôn và gọi là xe hơi tới được tận nơi luôn nha, mà cái giá cũng rất là rẻ. Thì bây giờ á, là Thắng đang đi vô cái khu vực của lô đất, thì Thắng sẽ quay hướng dẫn đường vào và ở cuối phần mô tả đó, Thắng sẽ ghim cái định vị Google Maps cho mọi người tìm tới luôn nha. Thì bây giờ không mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta đi thôi. Hiện giờ thì Thắng đang đứng ngay cái đường 835C. Đó, thì đi thẳng là thẳng á, chúng ta sẽ tới ngay được đường quốc lộ 1A để mà có thể về được huyện Bình Chánh, mà về được Sài Gòn nha mọi người. Thì đi qua đây á, là Thắng đang đứng ngay ngã 835C với lại đường 10 Phèo Tư Cò. Thì Thắng sẽ gắn cái đường link chỉ dẫn ở dưới phần mô tả cho mọi người để mọi người gắn vô Google Maps nha. Thì bây giờ Thắng sẽ quay hướng dẫn đường vào cho mọi người. Bây giờ Thắng sẽ bắt đầu hướng dẫn đường vào cho mọi người nha. Thì như mọi người thấy á, là cái khu trong đây á, là đa số là đất người ta dạng mà nhà xây rất là rộng rộng, rất là nhiều nha. Đó, và đường này á, là hiện giờ là khoảng chừng là 5-6 mét, nhưng mà đó là ở đây là nó còn một cái giới chỉ ở dưới, mình gọi là lộ giới đó mọi người. Thì còn lộ giới ra mỗi bên còn thêm 0.3, 0.4 nữa đó. Và như mọi người thấy á, là đa số á, là đất ở đây như mọi người thấy có nhiều cái ranh cọc này nọ rất là nhiều, thì đầu tư người ta đã mua ở đây rất là nhiều nha. Đó, đầu tư đất ở dưới Long An rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn đường vào để cho mọi người coi. Đó, sau khi là chạy khoảng chừng đâu đó là hơn 100 mét đó, thì là chúng ta sẽ thấy có cái nhà màu hồng hồng này mọi người. Đó, thì là đối diện cái nhà màu hồng này, mà cái cửa thứ hai nha, thì sẽ là cái lô đất của chúng ta ngày hôm nay sẽ quay nè. Đó, nó đây là lô đất ở đây, và hôm nay là nhân vật chính của ngày hôm nay chúng ta sẽ quay nè mọi người. Đây là cái lô đất ở trước mặt chúng ta nè. Đó, thì đầu tiên Thắng sẽ quay cái đường trước nhà cho mọi người coi nha. À, trước đất chứ. Đó, thì như mọi người thấy không, cái đường trước đất là khoảng chừng 4 mét, chỗ này là xe hơi sẽ tới được tận nơi nha. Còn cái lô đất của chúng ta đó thì là có cái diện tích bề ngang là 5m1, bề dài là khoảng 17m8 đó, gần mình cho là 18 luôn đi nha. Đó là giá đang kêu quá là 1.3 tỷ. Đó, và cái giá này vẫn còn thương lượng. Thì cái mảnh đất này nó nằm trên cái đường gọi là đường Tư Cò 10 Phèo. Đó, thì là mình có hướng dẫn đường vào cho mọi người luôn rồi nha. Thì nói chung là xung quanh là các lô đất khác á, thì là mình nghe nói là bán hết rồi. Giờ chỉ còn cái lô này thôi. Thì cái lô này chủ nhà đang kêu cái giá là 1 tỷ 3. Và cái giá vẫn còn thương lượng nha mọi người. Đó, bề ngang là 5m1 là của chúng ta đã bắt đầu từ khúc này nè. Từ khúc này nè mọi người. Đó, đếm dài qua đây 5m1. Và đổ sâu vô rộng là khoảng chừng 17m8. Đó, và của chúng ta là full 100% thổ cư nha. Và trên sổ chúng ta là có thể hiện đường đi ở đây luôn. Đó, đa số đất ở dưới Long An á, là có nhiều mảnh là không thể hiện được đi, nhưng trên đây của chúng ta là thể hiện đường đi, cho nên là chúng ta thoải mái vay ngân hàng gì cũng được hết nha. Đó, thì cái mảnh này á, là chủ nhà cũng có tiếp môi giới luôn nha mọi người. Là nếu như bạn môi giới nào mà bán thành công á, thì chủ nhà sẽ gửi phí hoa hồng là 2%. Đó, đây nói chung là xung quanh đây cũng nhiều, còn nhiều lô đất khác lắm, nhưng mà đa số là bán hết rồi, và chỉ còn cái lô của mình nằm ở tại vị trí này là chưa bán thôi. Thì vừa rồi á, là Thắng đã hướng dẫn đường vào và quay đường trước nhà và giới thiệu hết toàn bộ thông tin về mảnh đất cho mọi người cùng coi này nha. Thì mảnh đất này có một cái diện tích á, bề ngang là 5m1, bề dài là khoảng 17m8 đó, và đá giá đang kêu á là 1 tỷ 3, và cái giá này vẫn còn thương lượng. Thì mảnh này là chủ nhà có tiếp môi giới luôn nha mọi người, nếu như ai bán được á thì chủ nhà sẽ gửi phí hoa hồng là 2%. Đó, và cái mảnh đất này là đất full thổ cư 100% luôn. Và đặc biệt á, là đường trước nhà, đường trước đất á, là xe hơi tới từng nơi, và trên sổ có thể hiện đường đi luôn. Đó, thì bởi vậy là đa số đất dưới Long An á, là có nhiều mảnh á, là không có thể hiện đường đi, bởi vậy là sẽ gây khó khăn trong việc mà chúng ta vay ngân hàng. Còn ở đây là chúng ta có thể vay ngân hàng thoải mái luôn nha. Đó, thì cái phần mà ở dưới mô tả đó, Thắng sẽ để cái link mà định vị trên Google Maps để mọi người có thể tới từng nơi mà xem luôn nha.
thì với là chốt trên đây nè, anh sẽ để cái số điện thoại của chủ nhà, chủ đất chứ, là mọi người cứ liên hệ trực tiếp với anh ấy. Và một trong góc hai bên, anh sẽ up cái hình sổ cho người xem luôn. Thôi thì video xin phép kết thúc tại đây. Nếu như mọi người cảm thấy hay, cho mình xin một like, một share và một subscribe để mình có động lực, mình sẽ review thêm thật nhiều căn nữa cho mọi người. Hẹn gặp mọi người ở video sau. Bye bye cả nhà.